Chuyên mục vô cùng đặc biệt. Có lẽ là có rất là nhiều bạn đã chờ đợi chuyên mục này cùng với chị rồi. Đó là chuyên mục các bạn hỏi và chị nên trả lời. Ngày hôm nay trước mặt chị ở đây, chị có rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đặt ra cho chị. Có lẽ là ở đây sẽ là những câu hỏi liên quan tới việc học này, những câu hỏi liên quan tới việc ôn thi đại học này, có thể là kinh nghiệm về việc học văn như thế nào, hoặc cũng có thể là những cái câu hỏi đời tư của chị nữa. Thế nhưng mà không quan trọng, quan trọng là ngày hôm nay chúng mình sẽ ngồi cùng với nhau ở đây và tất cả những vấn đề mà các em đặt ra cho chị sẽ trả lời từ A đến Z nhá. Thế nên bây giờ nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Let's go. Các bạn ơi, quay trở lại cùng với chúng mình sẽ cùng xem là ngày hôm nay các bạn dành những câu hỏi gì cho chị nhá. Bây giờ chị sẽ xem, chị thấy là ở đây thì các bạn có chuẩn bị cho chị rất là nhiều câu hỏi. Đây, chúng mình sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Đây là câu hỏi của bạn Phương Nguyễn. Rất là cảm ơn Phương vì đã dành câu hỏi này, đặt ra câu hỏi này cho chị. Câu hỏi của Phương như sau: chị ơi, làm thế nào để ghi nhớ kiến thức cơ bản của từng tác phẩm văn 12 ạ? Em học một tác phẩm xong thì nhớ, nhưng vài ngày sau thì lại quên chị ạ. Phương ơi, thật ra thì chị nghĩ là đây không phải là cái vấn đề của duy nhất một mình em đâu. Chắc chắn là như vậy. Mà có lẽ là gần 1 triệu sĩ tử tham gia vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong năm nay đều đang cảm thấy cực kỳ băn khoăn với cái vấn đề là làm thế nào để có thể ghi nhớ kiến thức, các cái tác phẩm kiến thức nền. Nhưng mà đừng lo, ngày hôm nay chị sẽ chỉ cho em một số những cái phương pháp. Và nếu như em cảm thấy phương pháp đó hiệu quả thì hãy phản hồi lại cho chị nhé. Không biết là bạn Phương bây giờ thì có đang xem phần video clip ngày hôm nay hay là không. Nhưng đối với việc ghi nhớ kiến thức cơ bản của từng tác phẩm, các bạn có thể thấy trong chương trình ngữ văn lớp 12 của chúng mình, các bạn sẽ học các dạng văn bản ở hai cái dạng chính. Thứ nhất đó là thơ và thứ hai là văn xuôi, đúng không? Và đối với bản thân của chị thì đối với việc học kiến thức nền, chị sẽ hay học bằng sơ đồ tư duy và các cái từ khóa. Sơ đồ tư duy ở đây là đối với từng tác phẩm thì chị sẽ bắt đầu gạch ra thành hai cái mảng kiến thức chính này. Thứ nhất là về tác giả, thứ hai là về tác phẩm. Sau đó tiếp tục lại chia nhỏ từng vấn đề như vậy. Ví dụ nhá, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng chẳng hạn, thì chị sẽ chia ra thành tác giả, tác phẩm, được không ạ? Ở trong phần tác giả thì chị có về nhà thơ Quang Dũng. Trong nhà thơ Quang Dũng thì chị chia ra thành các cái từ khóa chính, nói về cuộc đời và sự nghiệp văn học của người nghệ sĩ này. Thì ví dụ cuộc đời của người nghệ sĩ này thì đây là một nhà thơ rất là đa tài, đúng không ạ? Là một nhà thơ cực kỳ đa tài. Cái thứ hai, nói về sự nghiệp văn học của người nghệ sĩ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là có phong cách thơ này, đề tài thơ này, và đây là một trong số những tác giả vô cùng tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Thì chị hay ngồi, chị viết ra một cái sơ đồ tư duy như vậy. Có đôi khi ấy, học kiến thức nền mà cảm thấy nó nhiều quá và cảm thấy hơi bị nhàm chán ấy, thì chị sẽ dùng một cách khá là hay ho, đó là chị hay sắm cho mình một cái bộ bút nhớ và một cái bộ bút màu. Và trong những cái phần kiến thức khó nhớ, chị sẽ dùng cái đó minh họa bằng hình ảnh. Và chị tin rằng là nếu như các bạn biết hình ảnh hóa những cái vấn đề mà các bạn đang học kiến thức nền ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái việc học trở nên đơn giản hơn cực kỳ nhiều. Đối với nội dung của tác phẩm thì các bạn sẽ ghi nhớ giúp cho chị theo cái phần bố cục thôi. Đối với thơ, ví dụ bài Tây Tiến nhá, các bạn chia thành 14 câu thơ đầu, 8 câu thơ tiếp, 8 câu thơ tiếp và 4 câu thơ cuối cùng. Sau đấy chúng mình lại tiếp tục gạch ra những cái ý nhỏ hơn. Thì em thử áp dụng cách này xem. Chị đã từng áp dụng cách này và chị cảm thấy nó siêu hiệu quả luôn. Cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin cho chị và hỏi về việc là làm thế nào để ghi nhớ kiến thức cơ bản rồi. Và chị cũng đã mách cho các bạn cái cách này. Sau khi các bạn ấy học xong bằng cách này thì bạn ấy phản hồi lại cho chị rất là tốt. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất đối với chúng mình, chị nghĩ là phương pháp nào thì cũng chỉ là phương pháp thôi. Thế nhưng điều quan trọng nhất của chúng mình ấy, đó là các bạn phải thực sự chăm chỉ. Vì nếu như mà các bạn không chăm chỉ ấy, thì các bạn sẽ rất khó có thể làm được bất cứ một điều gì, được không ạ? Thế nên là hãy cố lên, hãy cho mình một cái tinh thần lăn xả vào việc học kiến thức nền đi. Thì chị nghĩ là chắc chắn em sẽ vượt qua được một cái khối lượng kiến thức thật ra là không khổng lồ lắm đâu. Nhưng mà chúng mình sẽ cảm thấy cực kỳ yên tâm về phần kiến thức chúng mình được học đấy. Ok không nào? Đây là câu hỏi đầu tiên, câu hỏi của bạn Phương. Còn nếu như sau mấy ngày học xong theo cách đấy mà chúng mình lại bị quên, thì em biết không, thật ra không chỉ riêng đối với việc ghi nhớ kiến thức, mà kể cả đối với việc ghi nhớ bất cứ một điều gì, thì chúng mình có thể áp dụng hai cách nhé.
Đây là hai cái cách để chúng mình ghi nhớ bất cứ điều gì, chứ không chỉ dừng lại ở cái việc là đơn thuần mình chỉ ghi nhớ kiến thức trong văn bản. Thì em có thể áp dụng hai cách này. Thứ nhất, hãy hình dung ra một cái hình ảnh thật là ấn tượng. Để cho những cái phần kiến thức đó tạo ra sự ấn tượng cho bản thân em thì em sẽ nhớ nó cực kỳ lâu. Hoặc là thứ hai, mình đã không có cái khả năng tạo ra được những cái hình ảnh ấn tượng rồi thì chị khuyên các bạn là các bạn hãy dùng sự chăm chỉ của mình để cho những cái nội dung đó lặp đi lặp lại liên tục. Hai lần chưa nhớ thì ba lần, ba lần chưa nhớ thì năm lần, năm lần chưa nhớ thì 10 lần. Chỉ cần chúng ta có cái sự kiên trì và chăm chỉ thôi thì đó là hai cái cách nói chung là chị chia sẻ với các bạn và chia sẻ với Phương để Phương có thể vượt qua được cái phần ghi nhớ kiến thức nền này một cách thật là dễ dàng nhé. Cảm ơn Phương vì câu hỏi của em. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Hơi dài một tí nhỉ? Tại vì là những cái câu hỏi này thì chị nghĩ là liên quan tới thực học của các bạn nên là chị cũng muốn là chúng mình sẽ cẩn thận một chút. Rồi, câu hỏi tiếp theo của chúng mình, của bạn Như Trần như sau. Chị ơi, làm sao để tránh tình trạng nghĩ gì viết đó? Và làm thế nào để câu văn trở nên chặt chẽ, mượt mà hơn ạ? À, ở trong câu hỏi của em ở đây thì chị nhìn thấy rằng là em đang gặp hai cái vấn đề ở trong việc làm một cái bài văn. Chị chưa nói cụ thể ở đây là nghị luận xã hội hay là nghị luận văn học nhé. Nhưng mà kể cả trong nghị luận xã hội hay nghị luận văn học thì bây giờ các bạn vẫn đang gặp hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là vấn đề liên quan tới phương pháp. Các em chưa hề có phương pháp làm bài. Thế nên là khiến cho các bạn làm theo kiểu là nghĩ gì viết đấy. Bởi vì không có phương pháp mà, thế nên các bạn cứ nghĩ gì và các bạn viết ra điều đó thôi, chứ các bạn không gạch ý trước. Còn nếu như bản thân các em mà gạch ý trước rồi ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ không bị rơi vào tình trạng đó, là điều chắc chắn. Cũng có thể nhá, là không dừng lại ở cái vấn đề phương pháp, cũng có thể các em đang gặp vấn đề trong kiến thức nền. Có nghĩa là thực tế là các bạn không biết được là cái phần kiến thức các bạn đang định viết nó gồm những ý nào thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vì không nắm chắc về kiến thức nền, thế nên các bạn cũng chỉ còn một cái cách duy nhất là nghĩ gì viết đấy thôi. Chị, cái này nó cực kỳ nguy hiểm luôn ấy. Nguy hiểm ở chỗ là đây là một kỳ thi cực kỳ quan trọng đối với các em trong 12 năm học mà các em lại thi như thế là chết đấy nhá. Nên là các bạn phải hết sức cẩn trọng về vấn đề này giúp chị nha. Còn cái vế thứ hai của em, chị nghĩ là đây là một cái vấn đề liên quan tới việc diễn đạt của em trong việc viết văn. Thế thì không có cách nào khác để chúng mình có thể rèn luyện được cái việc diễn đạt tốt hơn. Bởi vì không phải tự nhiên người ta sinh ra mà người ta nói hay được. Không thể tự nhiên sinh ra mà người ta viết chữ đẹp được, đúng không? Tất cả mọi thứ phải dựa trên sự rèn luyện. Và nếu như đặt câu hỏi cho chị làm thế nào để câu văn trở nên mượt mà hơn thì không có cách nào khác ngoài việc các bạn phải đọc nhiều, tham khảo nhiều, nghe nhiều và viết nhiều. Và nếu như các bạn vẫn còn đang cảm thấy là câu từ của mình bị lộn xộn, quá bí từ thì có thể lên kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên để nghe audio này, nghe những cái bài văn mẫu này. Hay là nếu như cảm thấy là những cái bài viết của các bạn vẫn còn đang bị lủng củng ấy, em có thể lên website hocvanchihien.com. Trên đó có khá là nhiều những cái bài văn mà chị nghĩ là cần thiết cho các bạn đấy. Còn nếu như vẫn băn khoăn nữa thì nhắn tin luôn và ngay cho admin của fanpage Học Văn Chị Hiên nhá. Sắp tới chị sẽ có một khóa học cốt siêu xịn luôn, giúp cho các bạn có thể nâng cao trình độ viết của mình đấy, được không nào? Rồi, 30 giây dành cho quảng cáo nhá. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với câu hỏi tiếp theo nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo của chúng mình như sau. Các bạn ơi, câu hỏi tiếp theo, Hà Trương, đây là câu hỏi của bạn Hà Trương. Chị ơi, em không biết chén văn dồi dào cảm xúc như các bạn. Đúng rồi, chị cũng nghĩ thế đấy. Sau khi đọc câu hỏi của em xong thì chị cũng cảm thấy là đúng. Qua cái cách đọc câu hỏi của em là chị đã biết được điều đấy rồi. Bản thân chị thì nghĩ như thế này. Thật ra trong việc học văn ấy thì có hai cái thứ siêu quan trọng luôn mà chúng mình sẽ phải tạo ra được trong bài viết của mình. Đương nhiên là các bạn sẽ phải tạo ra một cái bài viết nó đúng, đủ và sâu rồi. Đấy là điều chị không dám phủ nhận, bởi vì chắc chắn điều đó là điều chúng ta cần làm. Nhưng còn có một cái yếu tố nữa, đó chính là chúng mình còn phải tạo ra một bài viết có cảm xúc. Bởi vì suy cho cùng ấy, văn học vẫn là một cái con đường, vẫn là một cái môn học để đưa chúng ta đến gần hơn với trái tim của mọi người mà. Thế nên phương tiện để chúng mình có thể đến gần hơn với trái tim của mọi người chính là những bài viết của chúng ta. Cảm xúc trong mỗi bài văn là cực kỳ quan trọng. Thế nhưng Hà Trương yên tâm, chị tin rằng là không phải ai cũng biết chém văn dồi dào cảm xúc đâu. Nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc là chúng mình phải học hành thật là chăm chỉ nhá. Và nếu như được thì nếu xung quanh em đang có quá nhiều bạn viết văn dồi dào cảm xúc và hay ho như thế thì hãy chủ động học tập từ các bạn ấy. Chị tin rằng là cái việc chủ động học tập của em sẽ giúp cho em tiến bộ rất là nhanh đấy, được không nào? Cảm ơn Hà Trương về câu hỏi của em. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Ôi hôm nay nhiều câu hỏi lắm các bạn ạ. Không biết đến lúc nào mới hết đây. Rồi, đây là một câu hỏi vui thôi các bạn ạ. Đây là một câu hỏi vui. Đinh Phụng Nghi
chị cũng không biết là có đọc đúng hay không, nhưng mà đây, bạn ấy ghi ở trong này là hỏi gì hả trời, hỏi là ăn gì mà xinh thế miu ơi. Thì chị cũng không biết là đây là cái câu hỏi của bạn ấy là hỏi gọi là hỏi chơi hay là hỏi như thế nào, mà chị cũng không biết là đội biên tập có lọc cái câu hỏi này ra không, phải để câu hỏi đây không. Như chị nói thật nhá, chị của bây giờ đã xấu đi rất là nhiều rồi em ạ. Còn chị của cách đây khoảng tầm hơn một năm trước đây ấy thì cũng gọi là khủng khiếp đấy, được không? Còn nếu mà hỏi chị là ăn gì mà xinh thế thì chị vẫn ăn cơm bình thường như các bạn thôi. Nhưng mà may mắn là được hít chung bầu không khí với các bạn siêu đáng yêu ở trong team học văn chị Hiên, thế nên mới được như thế đấy. Thế nên là nếu như mà những bạn nào mà cũng muốn gọi là đáng yêu, xinh xẻo giống như chị thì cũng có thể đến đây để làm việc cùng với chị và tất cả mọi người nhé. Nhớ gia nhập vào team chị Hiên nhé, được không? Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Một câu hỏi rất đáng yêu, tiếp tục. Câu hỏi tiếp theo nha. Rồi, câu hỏi từ bạn Toki 0397, làm thế nào để học tốt phần nghị luận xã hội ạ? Rồi em ơi, tiếp tục là một cái câu hỏi về việc học văn, và cụ thể ở đây bạn ấy hỏi chị về câu nghị luận xã hội đúng không ạ? Đây là một cái dạng đề mà các bạn chắc chắn sẽ phải gặp trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia ở thời điểm hiện tại. Và chị có những lời khuyên cho em dành như sau. Để có thể học tốt được câu nghị luận xã hội, em hãy thực hiện các bước như thế này và nắm vững những điều này cho chị nhé. Thứ nhất, em phải có phương pháp thật là chắc về việc làm câu này. Tức là em phải biết là đối với hình thức đoạn văn, hiện tại đang là hình thức đoạn văn, sẽ làm như thế nào, mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn, bao gồm ý như thế nào. Trước tiên phương pháp phải chắc, ok không ạ? Cái thứ hai, đương nhiên trong bài viết của em có một cái yếu tố vô cùng quan trọng, đó là em phải có quan điểm siêu rõ ràng. Đừng có lan man vào việc tôi đồng ý, tôi lại không đồng ý, tôi lại đồng ý. Hãy gọi là tạo ra một cái quan điểm rõ ràng và xuyên suốt trong bài viết của em. Đây là điều thứ hai. Điều thứ ba, hãy cập nhật những cái dẫn chứng và vấn đề xã hội, bởi vì rất có thể câu nghị luận xã hội này sẽ hỏi về những vấn đề đó. Mà nếu như tự nhiên mình cảm thấy là mình không biết gì về cái đó hết thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ lo lắng luôn đấy. Thế nên cái này cũng rất quan trọng. Và cái cuối cùng, hãy tạo ra một cái thông điệp thật ý nghĩa cho bài viết của em. Và đừng quên là chuẩn bị cho mình sẵn sàng về một cái hình thức, phương pháp diễn đạt thật là đúng. Và sau đó thì chúng mình sẽ xem lại, soát lại xem là có lỗi chính tả nào hay bất cứ cái cách trình bày của chúng ta đã đẹp hay chưa nhá. Thì đó là những cái yếu tố cần thiết cho một bài văn, một cái đoạn viết nghị luận xã hội tốt. Chị hy vọng là em có thể đi sâu vào từng ý hơn để chúng mình có thể làm tốt câu này nha. Bởi vì câu này cũng là một cái câu rất là quan trọng trong đề thi mà, đúng không? Còn nếu như mà vẫn băn khoăn nữa thì qua fanpage của học văn chị Hiên, ở trên đó có rất là nhiều những cái video clip mà chị hướng dẫn cho các bạn về làm nghị luận xã hội đấy, được không nào? Rồi, em ơi, tiếp tục nha. Câu hỏi tiếp theo. Vẫn chưa thấy vơi đi chút nào. Y như là niêu cơm thạch xanh các bạn ạ. Cứ rút ra một câu hỏi thì tự nhiên khi mà nhìn vào lại thấy những cái câu hỏi tiếp, lại thấy những cái câu hỏi tiếp theo. Rồi câu hỏi tiếp theo như sau. Chị ơi, cho em hỏi là làm thế nào để trình bày ổn nhất một bài nghị luận xã hội ạ? Vì em luôn bị nhắc là viết không theo mạch. Ok, rất là phù hợp. Nói chung là chị cũng nghĩ là ngày hôm nay là chị phải bàn tay vàng đấy, khi mà bốc được những cái câu hỏi nó liên tiếp với nhau như thế và nó cực kỳ liên quan đến nhau. Rồi, ở đây thì bạn ấy có hỏi chị về bố cục của đoạn văn nghị luận xã hội đúng không? Chị sẽ chia sẻ với em về cái bố cục của đoạn văn nghị luận xã hội này, và nếu như được thì em cứ áp dụng cái cách đó nhá, ok không? Ở trong phần mở đoạn thì chúng mình sẽ nêu ra vấn đề cần bàn luận và quan điểm của các em. Trong phần thân đoạn chúng mình sẽ có các ý sau. Thứ nhất, giải thích vấn đề. Thứ hai, phân tích vấn đề. Thứ ba, chúng ta đưa dẫn chứng để chứng minh và có thể lật ngược vấn đề ở đây. Thứ tư, chúng ta liên hệ bản thân. Và cuối cùng, kết đoạn thì chúng ta sẽ đưa ra một cái thông điệp hợp lý nhá. Ok không nào? Rất đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà cũng nhanh chóng ghi vào nhá. Rồi, câu hỏi tiếp theo cho chúng mình như sau. Hai câu luôn. Ok, câu hỏi tiếp theo. Chị ơi, bao giờ chị làm hẳn clip về toàn bộ mở bài với kết bài của các văn bản đi chị, cho chúng em tham khảo với. Hu hu hu, vừa mới xem một video của chị mà đã thấy hút rồi, chị ơi. Ôi, một cái câu hỏi kiểu rất thảm thiết đấy. Yên tâm, chắc chắn chị sẽ làm chứ, bởi vì đấy là những điều mà các bạn cần mà. Rất là cảm ơn bạn Yêu Đoan đã giúp cho chị có một cái lời nhắc nhở. Chị sẽ coi đây là một lời nhắc nhở để cùng với team của mình cố gắng hoàn thiện hơn bộ mở bài và kết bài, để giúp cho các bạn sẽ sớm có được bộ mở bài và kết bài hoàn chỉnh để học văn tốt hơn nha. Cảm ơn lời nhắc nhở của em. Rồi, tiếp tục. Câu hỏi tiếp theo.
Hữu Phúc Đặng. À, chị ơi, chị có người yêu chưa? Ôi, em biết không? Chị rất mong chờ câu hỏi này. Rất mong chờ câu hỏi này từ đầu đến giờ. Cực kỳ mong chờ câu hỏi này. Sẽ có một tin vui và có một tin buồn muốn thông báo cùng với các bạn qua câu hỏi này, được không ạ? Tin vui, đấy là chị chưa có người yêu. Nhưng tin buồn là chị đã có chồng mất rồi. Bởi vì chị đã kết hôn và xây dựng gia đình cách đây 1 năm rồi. Đấy, thế nên là rất là cảm ơn em vì đã dành một cái sự quan tâm cho đời tư của chị. Cảm ơn bạn Phúc, cảm ơn em. Rồi, các em đừng buồn nhá. Dù thế nào thì các em vẫn là tình yêu to lớn của chị mà, chắc chắn điều đấy luôn. Rồi, tiếp theo này. Bạn Tiết Dương, dạ phân tích làm sao để tránh trích giận quá nhiều ạ? Thật ra thì cái câu hỏi này của em bị chung chung quá. Nhưng mà chị có cảm giác như là hình như em đang hỏi chị phân tích văn xuôi đúng không? Bởi vì là thường khi mà các bạn phân tích văn xuôi ấy, là các bạn sẽ hay bị trích giận quá nhiều dẫn chứng và các bạn không dừng lại để phân tích. Thì chị chỉ có một lời khuyên cho các bạn thôi. Thật ra cái cốt lõi của phân tích văn xuôi là chúng mình sẽ dừng lại ở những cái đoạn chi tiết. Thì khi các em đã trích dẫn cái chi tiết đó ra rồi thì các em buộc là các em sẽ phải dừng lại nhá. Dừng lại để làm gì? Dừng lại để chúng mình đưa ra những cái phân tích cảm nhận của bản thân chúng ta. Thì chị nghĩ đó sẽ là một cái cách để giúp cho các bạn tiết chế lại cái việc chúng mình chỉ trích. Đôi khi là làm về văn xuôi, đặc biệt là chuyện là các bạn hay kể lại, mà làm về ký và tùy bút là các bạn hay trích dẫn chứng ra thôi, chứ không hề phân tích. Thì các em phải hết sức lưu ý việc này cho chị nha, được không? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sắp hết rồi các em ạ. Sắp hết rồi. Câu hỏi tiếp theo này của bạn Hương Nguyễn. Làm sao để làm bài tập về biện pháp tu từ và nêu tác dụng? Em chỉ so sánh phần tác dụng. Em chỉ so phần nêu tác dụng thôi. Chị không hiểu cái về sau của câu hỏi lắm, thực sự đấy. Nhưng mà nếu như để hỏi chị về việc làm thế nào để làm tốt bài tập về biện pháp tu từ thì không có cách nào khác ngoài hai thứ mà em cần phải làm ngay và luôn. Một, nắm thật chắc kiến thức nền về các biện pháp tu từ. Nó có khoảng chừng ấy là 10+ biện pháp tu từ đấy. Thì cứ học hết thôi, ok không? Và cái thứ hai là luyện tập nhiều bài, được không ạ? Chỉ có đúng hai cái đó để giúp cho em làm tốt về biện pháp tu từ thôi. Còn chị không có bất cứ một cái phép thần thông nào để giúp cho các bạn làm tốt được đâu, được không ạ? Chính bản thân các em mới là người quyết định cái việc làm tốt hay không tốt thôi, được không? Cố lên chayo. Rồi, câu hỏi tiếp theo nhá. Này, các bạn ơi, câu hỏi tiếp theo của chúng mình như sau. Chị ơi, em lúc nào cũng nghe các audio hiểu được nội dung các tác phẩm, nhưng đến khi cầm bút viết thì không biết viết sao cho hay, nhất là không lột tả hết được những gì em hiểu, em phải làm sao hả chị ơi? Câu hỏi này là câu hỏi mà em đang bị gặp vấn đề về vốn từ, mà đặc biệt là đối với những người học văn ấy, gặp những cái câu hỏi mà về vốn từ ấy thì nó là một cái gì đấy mà chị phải nói là siêu thốn luôn ấy. Giống như kiểu cảm giác nhá. Cái ý tưởng ở trong đầu của em là rất là hay rồi, rất là đỉnh rồi, rất là ok rồi. Thế nhưng không có cách nào để em nói với cả bạn ý được. Hay là thậm chí em rất là thích bạn ý, em thấy bạn ý rất là xinh, rất là tốt, nhưng mà em không biết làm như thế nào để em diễn tả những cái đó với bạn ý cả. Thì chị cảm thấy đó là một cái điều không chỉ khiến cho em thiệt thòi trong việc học môn văn đâu, mà còn khiến cho em trở nên rất là thiệt thòi ở trong cả những cái vấn đề cuộc sống khác nữa. Thế nên là chị nghĩ đối với cái tình trạng là thiếu vốn từ như vậy, không còn cách nào khác ngoài việc là em phải đọc thật nhiều sách mà, được không ạ? Hãy lựa chọn những cái nguồn tài liệu tham khảo thật nhiều và đọc nhiều sách vào để cho bản thân mình có thể tăng được cái vốn từ quỹ từ của chúng ta được mở rộng ra. Và sau đó em phải thường xuyên luyện tập, thường xuyên sử dụng. Đôi khi nhá, đọc những cái bài văn hay, đọc những cái tác phẩm hay, em cảm thấy cái từ đó là một từ rất hay, em có thể ghi lại vào cuốn sổ tay của mình. Sau đó sau này đối với những bài viết của em thường xuyên sử dụng, em thường xuyên luyện tập thì chắc chắn là cái quỹ từ và vốn từ của em sẽ được mở rộng và em sẽ không gặp phải tình trạng này nữa, được không nào? Rồi, chị chúc cho Tuyết Nguyễn sẽ sớm vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nhá. Cảm ơn câu hỏi của em. Và các bạn ơi, một câu hỏi cuối cùng của chúng mình rồi. Câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay đó chính là: đây là câu hỏi của bạn Pha Lê. Chị ơi, làm thế nào để nêu vấn đề cần nghị luận trong phần mở bài mượt mà và liên kết nhất ạ?
Nếu chị nhớ không nhầm thì đây không phải là lần đầu tiên mà chắc cũng là lần thứ tư, thứ năm gì đó chị nói về việc là mở bài rồi. Ở trong phần mở bài của chúng mình sẽ bao gồm hai yếu tố chính, một là dẫn dắt và hai là đặt vấn đề, đúng không? Thì chị cũng đã từng nói với các bạn đối với cái câu nghị luận xã hội hay đối với câu nghị luận văn học ấy, thì các em có thể dẫn dắt bằng những cách là các em lấy thông tin từ tác giả, các em đi từ đề tài, các em đi từ nhận định hay là từ chính những cái cảm nhận cá nhân của các em sau đó dẫn vào. Thì chúng ta sẽ có những cái dạng phép liên kết chính, đó là phép lặp này, phép thế này, phép liên tưởng này. Thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái phép liên kết đó trong văn bản để chúng ta liên kết lại, được không ạ? Còn nếu như các bạn vẫn còn đang cảm thấy băn khoăn về việc làm mở bài ấy, thì các em có thể chủ động xem lại giúp chị nhá, được không nào? Rồi, thì đây là tất cả những cái câu hỏi ngày hôm nay mà chị đã cùng giải đáp với các bạn. Chị nghĩ là chắc chắn là các em vẫn còn nhiều những cái thắc mắc lắm, nhưng mà yên tâm là chuyên mục các bạn hỏi chị Hiên trả lời sẽ còn quay trở lại với các em nếu như các bạn đang còn những cái thắc mắc dành cho chị, được không nào? Rất là cảm ơn rất nhiều câu hỏi của các bạn ở trong ngày hôm nay đã dành cho chị để chị có thể chủ động giải đáp và phản hồi cho các em những vấn đề mà các em đang khúc mắc. Và hy vọng rằng với phần video clip ngày hôm nay thì các bạn đã cảm thấy rằng là đầu óc của mình đã được thông hơn một chút rồi nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi phần video clip ngày hôm nay, và sớm thôi chúng mình sẽ quay trở lại với nhau ở trong kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên. Đừng quên nhấn like này, chia sẻ này và nhấn theo dõi kênh YouTube Học Văn Chị Hiên để giúp cho chị cùng với team của chị có thêm thật là nhiều những cái động lực siêu to khổng lồ để làm được nhiều thứ tuyệt vời hơn cho các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ có một năm mới thật là tuyệt vời, và chúc các bạn năm nay chắc chắn rồi sẽ phải đỗ đại học với số điểm cao nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye. 10 điểm. Được chưa?